Làn da là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến vẻ ngoài của người phụ nữ. Một làn da đẹp, mịn màng, tươi sáng luôn là khao khát của chị em. Tuy nhiên, những vết sạm làm da bị tối màu, ảnh hưởng đến thẩm mỹ, khiến chị em kém phần rạng rỡ. Thời gian trôi đi, những vết sạm, đen da này xuất hiện ngày một nhiều và sẫm màu hơn, gieo thêm phần lo lắng, ưu tư cho nhiều chị em. Trong video này, mình sẽ review cụ thể hơn về dòng sản phẩm bột kích trắng Abutin 3C3. Đặc biệt là những đánh giá chính từ khách hàng bên mình, để bạn có cái nhìn khách quan hơn khi quyết định mua sản phẩm này, vì dù sao thì đánh giá từ những người đã trực tiếp sử dụng rồi cũng là chuẩn xác và đáng tin nhất. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này, có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Bột kích trắng Abutin 3C3 được đánh giá là dòng kem kích trắng hiệu quả, nó phù hợp với phần lớn nhiều loại da. Hầu hết mọi người sau khi sử dụng đều thấy da trắng sáng, mờ sạm và mịn màng hơn. Đó là lý do mà bạn nên dùng thử sản phẩm này, vì là phụ nữ mình không thể để mình xấu đi được. Vì vậy bạn nên sử dụng ngay bột kích trắng Abutin 3C3. Càng sớm càng tốt để giúp da trắng sáng hơn, chứ để đến lúc quá muộn có khi lại khiến bạn hối hận và tiếc nuối rất nhiều. Khi dạo trên các diễn đàn làm đẹp, bạn sẽ thấy được đánh giá chân thật từ những bạn đã sử dụng bột kích trắng Abutin 3C3. Hầu hết mọi người đều đánh giá và khen sản phẩm này khá tốt hợp với da của mình, điều quan trọng nhất là nó làm trắng sáng da và trẻ trung như gái 18. Theo trải nghiệm của nhiều khách hàng đã và đang sử dụng bột kích trắng Abutin 3C3 mua của shop mình, thì hầu hết đều khách hàng đều thích sản phẩm này và khen tính năng nổi bật nhất ở sản phẩm là khả năng giúp da trắng mịn, trắng nhanh và hồng hào bật tôn trắng rõ rệt chỉ trong 7 đến 10 ngày. Nhiều khách hàng khác thì sau một thời gian trải nghiệm sử dụng sản phẩm này thì lại cảm thấy thích nhất ở tính năng là trang điểm cho làn da body trở nên trắng hồng, tươi trẻ, rạng ngời. Những bạn gái có thân hình đen sạm này hoàn toàn có thể tự tin khoe sắc với kem body kích trắng Abutin 3C3. Nếu lướt qua các diễn đàn mạng khác bạn cũng sẽ dễ dàng thấy được những ai đã dùng bột kích trắng Abutin 3C3 này đều khen cả. Đó là lý do mà bạn có thể mua bột kích trắng Abutin 3C3 về dùng để cải thiện cho da mặt mình luôn đẹp và căng tràn sức sống hơn. Bột kích trắng Abutin 3C3 hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán bột kích trắng Abutin 3C3 hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới, để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.